Ok, và ở trong bài học này chúng ta sẽ hiểu rõ các cái loại tài nguyên và những cái thuật ngữ cơ bản chúng ta sẽ cần phải biết trước khi chạy quảng cáo ở trên Facebook. Thì đầu tiên những cái thuật ngữ cơ bản nhất đó là via clone. Via clone là gì? Cái via với clone là cái tài khoản Facebook bình thường mà chúng ta đăng nhập vào chúng ta sử dụng đó các bạn, thì nó gọi là tài khoản via. Via với clone đều là cái tài khoản Facebook để chúng ta đăng nhập vào Facebook, nhưng nó khác nhau ở cái chỗ nào? Đó là cái via thì nó là tài khoản của một người dùng thật và người ta tạo ra nhằm cái mục đích là người ta sử dụng kết nối bạn bè, sử dụng mạng xã hội ở trên Facebook. Còn clone là một cái tài khoản Facebook ảo người ta được tạo ra nhằm cái mục đích để phục vụ cho công việc nào đấy, thì nó gọi là clone, là tài khoản Facebook ảo. Và clone thì thường người ta sẽ tạo bằng tool, tạo số lượng lớn. Do đó nên là cái tài khoản via thì bao giờ nó cũng chất lượng hơn tài khoản clone nha các bạn. Đó thì định nghĩa đầu tiên là via với clone hay là tài khoản quảng cáo. Tài khoản quảng cáo thì như hồi nãy mình có nói với các bạn, đó là tài khoản quảng cáo thì nó có hai loại, một là tài khoản quảng cáo cá nhân, hai là tài khoản quảng cáo BM. Thì hai loại tài khoản quảng cáo này về cái định nghĩa thì xíu nữa mình sẽ nói sâu sau về hai cái loại tài khoản quảng cáo này về ưu điểm và nhược điểm, nhưng mà bây giờ các bạn cứ hiểu trước là tài khoản quảng cáo thì nó có hai loại, một là cá nhân, hai là BM. Cá nhân thì tài khoản là nó phù hợp với cá nhân hơn, còn BM thì nó phù hợp với doanh nghiệp, nó là business manager đấy các bạn. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đi qua cái pay. Pay là cái trang fanpage mà chúng ta sử dụng ở trên Facebook đó các bạn. Cái định nghĩa này thì chắc là mình không cần phải giải thích nữa đâu ha. Ok, tiếp theo nó là BM. BM nó là business manager, nó là trình quản lý doanh nghiệp. Các bạn hình dung như thế này. Ví dụ như là ở trên Facebook, ở trên nền tảng Facebook thì nó có rất là nhiều những cái tài sản của doanh nghiệp ở trên đó. Mình lấy ví dụ Pay, BM, Pixel, có ứng dụng, có tài khoản quảng cáo. Nói chung là nó có rất là nhiều những cái tài sản của một doanh nghiệp ở trên Facebook. Thì Business Manager nó là một cái trình quản lý doanh nghiệp và nó cho phép một cái BM, một cái trình quản lý doanh nghiệp nó có thể nắm giữ hết tất cả những cái tài sản của doanh nghiệp đó. Và nó giống như cái mô hình của một cái công ty ở ngoài đời vậy. Nó có thể thêm được nhiều người vào ở trong cái BM đó và nó có thể phân quyền được ai là cái người admin, ai có thể làm những cái hành động gì với những cái tài nguyên gì, nó có thể phân quyền được ai là cái người phân quyền, ai là cái người nhân viên. Đó thì nó là BM nha các bạn. Mình nói như vậy để cho các bạn hiểu trước đã, còn xíu nữa chúng ta sẽ đi sâu hơn sau. Rồi, phương thức thanh toán. Phương thức thanh toán là cái thẻ thanh toán quốc tế. Phương thức thanh toán thì hiện tại ở trên Facebook thì chúng ta sẽ có hai dạng tài khoản quảng cáo thanh toán, đó là một là trả trước, hai là trả sau. Nhưng mà hiện tại thì mình có một thấy một vài loại đó là vừa trả trước vừa trả sau luôn rồi. Thì phương thức thanh toán thì đa nhưng mà đa phần chúng ta sẽ thanh toán bằng thẻ Visa, đó là thẻ thanh toán quốc tế, và chúng ta dùng phương thức thanh toán là trả sau nha các bạn. Ok, tiếp theo là ngưỡng thanh toán. Ngưỡng thanh toán tức là gì? Tức là khi mà chúng ta chạy quảng cáo với Facebook thì Facebook nó sẽ cho chúng ta nợ trước một cái khoản tiền. Nợ trước một cái khoản tiền. Mình lấy ví dụ mình có một cái tài khoản quảng cáo đây, và ở đây nó có cái ngưỡng thanh toán là 9 triệu, thì có nghĩa là Facebook cho mình nợ trước 9 triệu này, mình chạy quảng cáo chi tiêu hết 9 triệu này, khi nào mà đạt tới cái ngưỡng 9 triệu này thì mình sẽ phải nộp tiền vào, để khi mà cái số tiền mình chạm cái số tiền ngưỡng 9 triệu này thì nó sẽ tự động trừ vào cái tài khoản quảng cáo trừ vào cái thẻ thanh toán của mình là 9 triệu. Đó thì đó là cái ngưỡng thanh toán nha các bạn, và cái ngưỡng này thì nó nâng dần theo thời gian, khi mà tài khoản của mình nó chi tiêu càng nhiều càng uy tín thì Facebook nó sẽ cho nợ càng nhiều, và max của nó là 20 triệu nha các bạn. Ok, và tiếp theo nữa đó là limit. Limit 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 là gì? Nó là giới hạn chi tiêu của tài khoản quảng cáo trong vòng một ngày. Các bạn hình dung như thế này. Ví dụ như tài khoản quảng cáo này của mình có cái giới hạn chi tiêu ngày ở đây là 1 triệu 189 nghìn. Tức là ở trong cái tài khoản quảng cáo này không biết mình chạy bao nhiêu chiến dịch, nhưng tổng ngân sách mình chi tiêu trên một ngày của tài khoản quảng cáo này nó sẽ không được vượt ngưỡng 1 triệu 189 nghìn. Có thể mình để ngân sách ở đây là 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu gì nó không cần biết. Nhưng mà khi mà số tiền chi tiêu của mình nó đạt đến con số là 1 triệu mốt một ngày thì nó sẽ dừng lại và không phân phối nữa, và để qua 24 giờ, qua tức là qua ngày hôm sau của qua ngày hôm sau đó các bạn, thì nó lại phân phối tiếp 1 triệu 189 nghìn, và giới hạn chi tiêu này nó sẽ được nâng lên khi mà chúng ta
chạy quảng cáo càng nhiều, tiêu cái tiền càng nhiều, nó càng uy tín thì nó sẽ nâng lên cho chúng ta. Hoặc là chúng ta thêm cái tài khoản của chúng ta vào một cái trình quản lý doanh nghiệp, thêm một cái BM nó uy tín thì nó cũng sẽ nâng limit lên cho chúng ta. Ok, chúng ta hiểu nó là như vậy trước đã. Rồi, tiếp theo là định nghĩa về xác minh danh tính 902. Xác minh danh tính 902 là gì? Xác minh danh tính tức là khi mà chúng ta chạy quảng cáo ở trên Facebook đó các bạn, thì tất cả những cái tài khoản VIA, tức là tất cả những cái tài khoản Facebook của chúng ta, nó sẽ đều phải được xác minh danh tính rồi thì Facebook mới cho chúng ta chạy quảng cáo. Thì đây giống như là một cái tính năng Facebook tạo ra để hạn chế cái việc là hack tài khoản các thứ của người khác rồi chạy quảng cáo, để nó xác minh rằng là bạn là chủ của cái tài khoản này thì nó mới mở, nó mới cho các bạn chạy quảng cáo một cách thoải mái được các bạn. Nhưng mà mặc dù là nó làm như vậy nhưng mà mình không đánh giá cao lắm, bởi vì kiểu như là nó làm không có tới nơi đó các bạn. Ví dụ như là xác minh danh tính, mặc dù là để xác minh là chính chủ đúng không, nhưng mà chúng ta có thể hoàn toàn có thể fake một cái giấy tờ giả, một cái căn cước công dân hay là một cái giấy tờ gì đó của nước ngoài chúng ta gửi lên chúng ta xác minh danh tính, thì cái tỷ lệ thành công thì mình thấy nó cũng như nhau, tức là mình sử dụng cái giấy tờ thật của mình và với một cái giấy tờ giả thì đôi khi là mình thấy cái tỷ lệ nó cũng như nhau, cho nên là mình không đánh giá cao lắm cái việc mà Facebook nó bỏ cái xác minh danh tính vào, nhưng mà mình thấy là nó chỉ mang tính làm khó người dùng thôi. Ok, đó là xác minh danh tính. Tiếp theo là 902 là gì? 902 nó cũng là một cái lỗi về VIA. Hai cái thằng này nó đều là cái lỗi về xác minh, về hạn chế quảng cáo của cái con VIA, hạn chế quảng cáo của cái con VIA của cái tài khoản Facebook của chúng ta. Khi mà chúng ta bị hai cái lỗi này thì chúng ta không thể sử dụng cái tài khoản Facebook này để thực hiện bất cứ một cái hành động nào về quảng cáo hết, để thực hiện bất cứ một cái hành động nào về quảng cáo hết. Mình lấy ví dụ như là đây là một cái con VIA của mình, nó đã bị die rồi nha các bạn, nhưng mà die này, con này của mình nó là cái dạng VIA bất tử, tức là mình vẫn có thể cầm tài khoản quảng cáo và vẫn có thể share được quyền cá nhân. Nhưng mà hai cái thằng này, xác minh danh tính và 902, nó là lỗi của con VIA này. Khi mà chúng ta bị thì nó sẽ bị một cái tình trạng là hạn chế quảng cáo như thế này. Ok, và xác minh danh tính là nó gần như là mặc định để xác minh tài khoản VIA là chính chủ, còn 902 nó là cái lỗi mà chúng ta vi phạm do vi phạm chính sách nên nó bị 902, và cái lỗi 902 thì chúng ta sẽ phải kháng nghị. Còn các cái phần kháng nghị thì mình sẽ nói ở sau nha các bạn. Ở đây chúng ta hiểu cái định nghĩa của nó trước đã. Tiếp theo, pixel ở trong quảng cáo Facebook là gì nhỉ? Mình lấy ví dụ, bây giờ mình đang lướt Facebook như thế này cho các bạn dễ hình dung. Mình đang lướt Facebook như thế này thì tất cả mọi hành động của mình nó đang ở trên cái nền tảng của Facebook, tất cả mọi hành động của mình ở trên nền tảng Facebook nha các bạn. Để mình lướt một cái bài quảng cáo chuyển đổi nào đó coi. Con VIA này thấy ví dụ như là, ví dụ mình nói ví dụ đây là một cái bài quảng cáo mà bài quảng cáo này chuyển mình qua một cái trang web khác đúng không? Nếu như mà cái bài này, nếu như mà cái việc mà chúng ta làm quảng cáo á, mà chúng ta ở trên cái nền tảng của Facebook, chúng ta mọi hành động nhắn tin, bình luận, like, thích các thứ vào page, làm chúng ta làm gì đó thì mọi hành động nó được ghi lại ở trên cái nền tảng của Facebook thì Facebook mới có thể đo lường được. Còn khi mà nhà quảng cáo muốn chạy quảng cáo chuyển khách hàng qua một cái trang web khác thì rõ ràng đây không phải là nền tảng của Facebook, thì Facebook làm sao để biết được rằng là chúng ta qua một cái trang web khác, qua một cái nền tảng khác, chúng ta thực hiện những cái hành động gì ở đây, chúng ta có hoàn tất đăng ký hay không, chúng ta ở trên cái landing page này bao nhiêu lâu, chúng ta cuộn bao nhiêu trang, thì Facebook hoàn toàn không thể nào mà đo lường được. Vậy nên Facebook tạo ra một cái con pixel, tạo ra một cái con pixel để chúng ta gắn vào cái website của chúng ta hoặc là gắn vào cái landing page của chúng ta, thì lúc đó chúng ta chạy quảng cáo Facebook có thể đo lường được. Và cũng từ con pixel mà Facebook nó có thể tạo ra cho chúng ta được cái tệp đối tượng, và những ai mà vào trong cái website của chúng ta rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể remarketing, có thể quảng cáo lại được cho những cái người đó. Ok, thì đó là cái con pixel ha. Tiếp theo, một cái định nghĩa mà chúng ta cũng rất là hay gặp nữa đó là scan. Scan chúng ta hay nghe người ta nói về ví dụ như là pay scan, tài khoản quảng cáo scan, via scan hay là BM scan các thứ đúng không? Thì cái định nghĩa scan là gì? Scan là quét, tức là những cái tài nguyên mà người ta quét, người ta hack được về
mà những cái tài sản đó người dùng người ta đang sử dụng, bình thường người ta đã sử dụng rồi mà có các cái bên người ta hack được về thì người ta gọi là scan, ví dụ như là pay scan, thì nó là cái pay mà đã có hoạt động rồi, đã có đăng bài rồi, kiểu như vậy. Thì nó gọi là pay scan, tài khoản quảng cáo scan thì là tài khoản quảng cáo mà có một ai đó người ta đã chi tiêu ở trên đó rồi và bị hack về người ta bán lại thì nó gọi là tài khoản quảng cáo scan. Via scan, BM scan thì nó cũng tương tự như vậy nha các bạn. Rồi tiếp theo một cái định nghĩa nữa đó là invoice. Invoice chúng ta hay thường nghe nói là người ta nói là chạy voi đồ các thứ đúng không? Thì invoice, các bạn hình dung là với Facebook á, thì nó sẽ có rất là nhiều bên, những cái doanh nghiệp rất là lớn người ta đổ tiền quảng cáo rất là nhiều, chạy quảng cáo ở trên Facebook, người ta có thể đổ tới 1 triệu đô, vài triệu đô chạy quảng cáo cho Facebook mỗi một tháng là chuyện hoàn toàn khả thi đối với một số những cái bên lớn. Và những cái bên lớn như vậy thì Facebook nó sẽ có một cái chính sách ưu đãi đặc biệt chăm sóc cho khách hàng, đó là bởi vì mày tiêu rất là nhiều tiền cho tao, tao rất là quý mày cho nên là tao cho mày công nợ. Giống như cái việc mà các bạn lấy hàng nhiều thì người ta cho các bạn công nợ một cái số tiền lớn vậy. Thì Facebook nó sẽ cấp cho những cái nhà quảng cho các cái doanh nghiệp lớn một cái tài khoản invoice, tức là những cái tài khoản mà có những cái khoản tín dụng rất là lớn, thay vì là bây giờ tao chỉ cho mày chạy vài 30 triệu là mày phải thanh toán, thì bây giờ mày sẽ tao cho mày một cái khoản công nợ, một cái ngưỡng, một cái gọi là khoản tín dụng, mày chạy mấy chục tỷ hay là mấy trăm tỷ gì đó thì mày mới phải thanh toán cho tao. Thì đó là những cái tài khoản invoice. Và thường khi mọi người kêu là chạy voi thì thường người ta thường sẽ là người ta hack được những cái tài khoản invoice của nước ngoài về, xong rồi người ta chạy chiết khấu. Ví dụ như là tao có tài khoản invoice chạy ngân sách 100 triệu thì chỉ cần trả cho tao 40 triệu thôi. Đó thì đấy là người ta khai thác những cái tài khoản invoice này và đa phần thì được hack về từ bên nước ngoài nha các bạn. Ok, còn một số những cái thuật ngữ chuyên sâu khác nhưng mà mình nghĩ là các bạn chỉ cần biết tới những cái thuật ngữ này thôi. Còn những cái thuật ngữ chuyên sâu khác thì gần như là nó đi vào nó quá là ngách rồi và chúng ta cũng không cần biết, và mình cũng gần như là mình cũng không cần quan tâm tới những cái chuyên sâu khác, bởi vì cái trường phái của mình nó là trường phái gray chứ không phải là cái trường phái black, nên là chúng ta sẽ chỉ cần biết nhiêu đây thôi các bạn. Ok, và chúng ta sẽ qua bài học tiếp theo.